Tân Bộ trưởng Giao thông Vận tải, đơn vị nào không đáp ứng tiến độ chất lượng làm cao tốc thì đứng sang một bên. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói, tôi không cần nghe hứa nữa. Tôi nói luôn, bất cứ một doanh nghiệp nào mà giai đoạn này không đáp ứng được tiến độ, chất lượng thì đứng sang một bên, không cho làm các công trình khác do Bộ triển khai sau này, kể cả các đơn vị tư vấn giám sát cũng thế. Sáng ngày 22 tháng 11, Tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác sau khi kiểm tra cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã đi thị sát kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết qua hai địa bàn tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai. Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Dây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 có tổng chiều dài 99 km, Bình Thuận dài 47,67 km, Đồng Nai dài 51,33 km. Dự án đi qua địa phận các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận và đi qua địa phận huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Điểm đầu nằm trên đoạn tuyến nối quốc lộ 1A đi Mỹ Thạnh, Hàm Thuận Nam, cách quốc lộ 1A khoảng 2,6 km thuộc tỉnh Bình Thuận và điểm cuối giao với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây tại km 43 cộng 125 thuộc địa phận xã huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Dự án khởi công tháng 9 năm 2020, kế hoạch hoàn thành tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, theo dự báo của Ban Quản lý Dự án Thăng Long, giá trị sản lượng thực hiện đến ngày 19 tháng 11 năm 2022 mới đạt 65,62% giá trị hợp đồng, đạt 77,42% giá trị mốc hoàn thành. Giá trị mốc hoàn thành thông xe kỹ thuật ngày 31 tháng 12 năm 2022. Để bảo đảm hoàn thành thông xe kỹ thuật, các nhà thầu cần phải huy động nguồn lực tài chính để mua vật tư, vật liệu, thuê thiết bị thi công bổ sung ô tô vận chuyển để tập kết vật liệu từ các mỏ, triển khai thi công ngay mũi lắp đặt tôn hộ lan, biển báo. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết đây là công trình rất trọng điểm quốc gia và khi kiểm tra thực địa, ông rất sốt ruột về tiến độ dự án do quá trình thi công không đạt yêu cầu tiến độ. Công trường thi công còn ngổn ngang và nếu gặp thời tiết mưa thì lo ngại dở kế hoạch. Tôi không cần nghe hứa nữa. Tôi nói luôn, bất cứ một doanh nghiệp nào mà giai đoạn này không đáp ứng được tiến độ, chất lượng thì đứng sang một bên, không cho làm các công trình khác do Bộ triển khai sau này, kể cả các đơn vị tư vấn giám sát cũng thế. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cảnh báo ngay tại hiện trường. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng nghi ngờ khối lượng thi công mà Ban Quản lý Dự án báo cáo vì khi thị sát hiện trường khác nhưng báo cáo của Ban Quản lý Dự án khác. Chậm tiến độ do chủ quan của các nhà thầu, các Ban Quản lý Dự án là chính. Nếu dự án nào cũng như thế này thì đến bao giờ cả nước mới hoàn thành cao tốc? Cho nên không có con đường nào khác là phải loại tất cả các nhà thầu không đảm bảo tiến độ, không đảm bảo chất lượng ra ngoài. Đúng ra phải khánh thành ngày 31 tháng 12, nhưng Bộ phải xin Thủ tướng lùi lại sang năm. Chúng ta đã lùi một lần rồi, cho nên tôi nói lại một lần cuối là trách nhiệm này thuộc về Ban Quản lý Dự án. Nếu không đạt được thì các đồng chí viết sẵn đơn đi, Bộ trưởng dứt khoát. Bộ trưởng yêu cầu tất cả các nhà thầu tập trung tối đa lực lượng, nhân lực, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu làm khẩn trương quyết liệt nhất có thể. Vì nếu để dự án chậm tiến độ thì nhà nước cũng thiệt, doanh nghiệp cũng thiệt, người dân cũng thiệt. Được biết, cũng như đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Dây cũng phải điều chỉnh lại mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 và dự kiến khánh thành đưa vào khai thác vào ngày 30 tháng 4 năm 2023. Kính thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Pháp sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ ở Tunisia chiều tối ngày 21 tháng 11 tại Paris, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Pháp và làm việc với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cộng đồng người Việt tại Pháp là một trong những cộng đồng người Việt đông đảo và có truyền thống lâu đời nhất trên thế giới. Với lịch sử trên 100 năm và số lượng khoảng 350.000 người với rất nhiều thế hệ gia đình. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, trước sau như một, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng kiều bào là một phần máu thịt không thể tách rời của quê hương đất nước. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã thông báo cho bà con kiều bào tại Pháp những nét chính trong tình hình phát triển kinh tế xã hội trong nước, nêu bật những điểm sáng về tăng trưởng kinh tế, nhưng đồng thời cũng cảnh báo những thách thức lớn về môi trường chính trị và kinh doanh trong khu vực và trên thế giới đang có những biến động khó lường. Các đại diện cộng đồng người Việt tại Pháp vui mừng được đón tiếp đoàn công tác cấp cao của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sang thăm và làm việc tại Pháp. Coi đó là minh chứng sống động cho mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam và Pháp,
cũng như sự quan tâm đặc biệt mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam dành cho cộng đồng kiều bào xa quê hương. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục Đào tạo đã tổ chức hội thảo kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục mầm non và một số mô hình triển khai tại Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Giám đốc Ban Giáo dục vùng Đông Á-Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới đồng chủ trì. Hội thảo nhằm mục đích tạo diễn đàn trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục mầm non và một số mô hình triển khai tại Việt Nam. Các báo cáo tham luận tại hội thảo tập trung về chính sách phát triển giáo dục mầm non và tổng quan về đội ngũ nhà giáo đối với cấp học giáo dục mầm non, xây dựng hệ thống giáo dục mầm non đảm bảo chất lượng và song hành với thực hiện chương trình, kinh nghiệm của Phần Lan trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và phương pháp sư phạm. Hiện toàn quốc có 368.968 giáo viên cấp học mầm non, trong tổng số 271.073 giáo viên công lập, có 256.020 giáo viên trong biên chế và 15.053 giáo viên hợp đồng. So với định mức quy định, toàn quốc còn thiếu 44.068 giáo viên mầm non. Tỷ lệ giáo viên mầm non đạt chuẩn theo luật giáo dục năm 2019, bình quân toàn quốc đạt 77,6%. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã công bố quyết định bổ nhiệm tân chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam. Thay mặt EVN, ông Dương Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, đã trao quyết định của Hội đồng thành viên EVN về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Văn Trang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Nam. Tân Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN FPC Lê Văn Trang có hơn 29 năm làm việc trong ngành điện, đi lên từ cơ sở. Ông trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại Công ty Điện lực 1, nay là Tổng Công ty Điện lực miền Nam. Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN, ông Dương Quang Thành, chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Nam, đồng thời gửi lời tri ân, ghi nhận những đóng góp của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của Tổng Công ty Điện lực miền Nam qua các thế hệ, đã luôn nỗ lực đồng hành cùng EVN xây dựng ngành điện miền Nam ngày càng lớn mạnh và phát triển. Đồng thời cũng giao nhiệm vụ cho ông Lê Văn Trang với vị trí là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Nam. Ở môi trường mới, địa bàn mới, cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, kinh nghiệm, phẩm chất, năng lực để cùng tập thể lãnh đạo, điều hành, dẫn dắt Tổng Công ty ngày càng phát triển, giữ được vị thế tốt đầu trong ngành điện lực Việt Nam. Dự án khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước được xây dựng từ năm 2006 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 11 năm 2007. Đây là dự án được hình thành và phát triển theo mô hình thức xã hội hóa. Ông David Dương, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty California West Solution đã đầu tư dự án theo lời kêu gọi Việt Kiều về nước tham gia xây dựng phát triển đất nước của chính phủ. Đến nay, dự án mỗi ngày tiếp nhận xử lý hơn 6.000 tấn rác cho thành phố Hồ Chí Minh, chiếm 75% tổng khối lượng rác của toàn thành phố. Để thu gom xử lý nước rỉ rác, Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam VVKS đã đầu tư hệ thống nhà máy xử lý nước thải RO, ứng dụng công nghệ lọc thẩm thấu ngược, có khả năng xử lý mọi loại nước thải với công suất hơn 280 mét khối một ngày. Bên cạnh đó, nhà máy DNK với công suất 3.000 mét khối một ngày, nhà máy MBR ứng dụng công nghệ màn lọc sinh học. Đây là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ đa quy trình, tự động, thích ứng với sự thay đổi nồng độ trong nước rỉ rác. Cũng chính vì vậy, nước thải từ khu xử lý rác được xử lý một cách triệt để.